cô có ở trong đó không đồng thời tiếng sư hữu vi vọng lên lâm thủy diệp ngạc nhiên một chút khi nghe thấy tiếng đó làm sao cô ta lại có thể đến đây vào thời điểm này cô ta nhanh chóng nói chó ngoan đừng động tay chúng ta là đồng đội nói xong lâm thủy diệp đứng dậy và nhanh chóng đi mở cửa cô thấy con chó tây tạng của mình đang răng nanh lộ ra một người mặc áo giáp che kín cơ thể đứng không xa đó nhìn vào dáng người với những đường cong thướt tha có vẻ là một phụ nữ sư hữu vi nhìn thấy họ ra và tháo mũ giáp nói thủy diệp là tôi Thủy Diệp nhìn họ với kinh ngạc trên khuôn mặt và không hiểu hỏi rằng bộ giáp trên cơ thể họ từ đâu tới. Họ trả lời, từ những hình xăm. Cố Trường Thanh đã dự đoán rằng thế giới sẽ tận diệt và biết rằng hình xăm có thể thức tỉnh. Sau khi nghe lời Hữu Vi, Thủy Diệp trở nên ngơ ngác, sau đó ngưỡng mộ nhìn họ. "Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi vào thời điểm này. Thủy Diệp, tôi sẽ đưa cô đến phía khu trú ẩn. Ở lại đây cũng không an toàn. Vậy còn cô thì sao?" Hữu Vi hiện ra nét chua xót trên khuôn mặt. Cô hiểu rõ rằng không thể trở lại bên cạnh người đàn ông đó nữa. Cô đã gửi gia đình cho quân đội trước khi đến đây. Anh ta sẽ cho tôi ở lại không? Lâm Thủy Diệp thật sự lo lắng. Hữu Vi phân tích và nói, khả năng quản lý của cô rất xuất sắc, có lẽ anh ta sẽ không từ chối. Sau đó, Thủy Diệp gật đầu và quyết định khởi hành. Đồng thời, bên ngoài khu trú ẩn Giang Thiên, có rất nhiều loài thú và côn trùng khác nhau. Có rất nhiều con chuột mà số lượng lên đến vài vạn. Bọn thú dữ đó muốn đào lỗ vào bên trong. Có 108 anh em mặc bộ giáp quỷ địa ở đây, nhìn ngoài đã háo hức muốn hành động muốn đi ra ngoài và sử dụng chúng để thử độ bền của bộ giáp cá nhân. Đúng vào thời điểm đó, một đàn quạ lớn như máy bay xuất hiện. Chúng bay thẳng vào lưới điện trên toàn bộ khu trú ẩn. Một cảnh tượng sáng chói lóe lên. Với 100.000 vô điện, làm sao chúng chịu nổi? Chỉ cần tiếp xúc, chúng trở nên tê liệt toàn thân. Đừng dừng lại, hãy đi cùng tôi, tôi nói và dắt Trương Hổ lên. Mọi người đồng loạt tiến lại gần và hỏi thăm. Vậy cảm giác về bộ giáp này, anh có hài lòng không? Chỉ có thể nói là tuyệt vời. Lão đại biết trước mọi chuyện, sau đó tôi sắp xếp họ đi cùng tôi để làm sạch những con thú dưới tường bao. Trong cơ thể chúng, có một hạt ma thạch. Những hạt ma thạch này có thể giúp chúng ta tu luyện và nâng cấp cấp độ của hình xăm. Liệu hình xăm của chúng ta có thể nâng cấp thêm không? Mọi người rạng rỡ và nói, tuyệt vời, đây là thời đại của chúng ta. Tôi cười và trong một thoáng tư duy, bộ giáp rồng hỏa xuất chiến xuất hiện trên cơ thể. Khi phách kinh hoàng làm dung chuyển tâm hồn của mọi người, hình xăm siêu vi cơ thể của họ như bị áp lực lớn. Lão đại à, bộ giáp này thật mạnh mẽ trương hổ mở to mắt và nói chỉ cần hai hình xăm tôi đã suýt mất mạng khi tình cảm giác thêm một cái nữa thì tôi chắc chắn chết đúng là anh chàng trước đã ngăn cản tôi làm sao ngài đã chịu đựng được nhiều hình như vậy thực ra tôi cũng gần chết rồi hoặc có thể nói là không thể nói với bất kỳ ai về dấu ấn kỳ lạ trong lòng bàn tay tôi không thể nói với bất kỳ ai lúc này một tiếng hú dài từ một cổng vang lên tôi ngước mắt và thấy một con chim kềnh kềnh khổng lồ bằng 10 cái máy bay